Cô thương chào các em học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Các em thân mến, hôm trước ở tiết 78, cô đã cùng các em tìm hiểu về bài so sánh. Chúng ta đều nắm bắt được thế nào là phép so sánh và một mô hình cấu tạo đầy đủ của phép so sánh sẽ gồm những phần nào. Hôm nay, cô trở lại với chúng ta qua tiết 86. Mình cùng tìm hiểu về bài so sánh tiếp theo các em nhé. Các em thân mến, mục tiêu cần đạt của bài học hôm nay về kiến thức, các em phải nắm được các kiểu so sánh và tác dụng của phép so sánh. Về nội dung, có kỹ năng phát hiện được các kiểu so sánh và phân tích tác dụng của những phép so sánh đó, biết vận dụng hiệu quả các kiểu so sánh trong khi nói và viết. Bây giờ, cô mời các em mở sách giáo khoa trang 41. Chúng ta tìm hiểu phần 1 La Mã, các kiểu so sánh. Tìm phép so sánh có trong khổ thơ. Đây là khổ thơ của nhà thơ Trần Quốc Minh. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ rất tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Với hai câu thơ đầu, chúng ta thấy những ngôi sao được so sánh với mẹ qua phương diện thức. Từ so sánh ở đây là từ chẳng bằng. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là so sánh không ngang bằng. Ở cặp câu thơ sau, đêm nay con ngủ rất tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Tương tự, mẹ được so sánh với ngọn gió. Phương diện so sánh được ẩn đi. Ở đây chúng ta có thể hiểu đó là sự mát dịu. Từ so sánh là, đây là phép so sánh ngang bằng. Như vậy chúng ta có hai kiểu so sánh với mô hình. Thứ nhất, A là B, đây là kiểu so sánh ngang bằng. Thứ hai, A chẳng bằng B, đây là phép so sánh không ngang bằng. Ngoài ra, chúng ta còn có những từ ngữ để chỉ phép so sánh ngang bằng hoặc không ngang bằng khác. Ví dụ như ở so sánh ngang bằng, chúng ta sẽ bắt gặp những từ như là như, giống như, tựa như, trong như, y như, là, bao nhiêu, bấy nhiêu. Và ở phép so sánh không ngang bằng, chúng ta thường bắt gặp những từ so sánh mang ý nghĩa không ngang bằng như không bằng, chẳng bằng, chưa bằng, hơn, kém, khác. Đây cũng là nội dung phần ghi nhớ. Ghi nhớ thứ nhất, sách giáo khoa trang 42. Chúng ta có hai kiểu so sánh, đó là so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng. Bây giờ chúng ta cùng sang phần thứ hai, tác dụng của so sánh. Ví dụ sách giáo khoa trang 42, chúng ta có đoạn văn của nhà văn Kháng Hưng. Mời các em cùng đọc. Sau khi đọc xong đoạn văn, chúng ta sẽ tìm phép so sánh có trong đoạn văn. Sau khi chúng ta đọc xong đoạn văn của nhà văn Khái Hưng, thì cô đã tìm được những câu văn có chứa phép so sánh. Mời các em theo dõi. Em thấy trong những câu văn có chứa so sánh này, thì đối với việc miêu tả sự vật sự việc thì thường phép so sánh sẽ giúp cho câu văn thêm sinh động, tạo ra những cái hình ảnh cụ thể, giúp người đọc, người nghe dễ hình dung về sự vật, sự việc được miêu tả. Cụ thể ở đây là phép so sánh sẽ giúp chúng ta hình dung được các cách rụng khác nhau của chiếc lá. Đối với việc thể hiện tư tưởng, tình cảm của người viết, thì phép so sánh sẽ tạo ra những lối nói hàm xúc giúp
chúng ta dễ nắm bắt được tư tưởng, tình cảm của người viết. Cụ thể, trong đoạn văn này, phép so sánh đã thể hiện được quan niệm của tác giả về sự sống và cái chết. Đây cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ thứ hai, sách giáo khoa trang 42. So sánh vừa có tác dụng gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể sinh động, vừa có tác dụng biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc. Các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu xong các kiểu so sánh và tác dụng của phép so sánh để khắc sâu thêm kiến thức của bài học. Cô mời chúng ta đi qua phần thứ 3 luyện tập. Sách giáo khoa trang 43 với 3 bài tập. Ở đây cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 1, 2, bài tập 3 các em về nhà làm. Bài tập 1 chỉ ra các phép so sánh trong những khổ thơ dưới đây, cho biết chúng thuộc những kiểu so sánh nào. Phân tích tác dụng gợi hình, gợi cảm của một phép so sánh mà em thích. Bài tập 1 có 3 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, chỉ ra phép so sánh. Thứ hai, cho biết kiểu so sánh. Cuối cùng là phân tích tác dụng gợi hình, gợi cảm của phép so sánh đó. Ở ví dụ A, chúng ta có đoạn thơ của nhà thơ Tế Hanh, sách giáo khoa. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tóc những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng. Ở đây chúng ta dễ dàng nhận ra được phép so sánh được sử dụng. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè. Tác giả Tế Hanh đã sử dụng một khái niệm trừu tượng tâm hồn tôi để so sánh với cái cụ thể gần gũi là một buổi trưa hè. Hôm rồi các em đã học ở tiết trước thì đây là so sánh giữa cái cụ thể và cái trừu tượng. Kiểu so sánh chúng ta thấy là so sánh ngang bằng, vì ở đây có từ là. Phương diện so sánh là tỏa nắng. Vậy em thấy buổi trưa hè là một buổi trưa đầy nắng, chói chang, có thể là rộn rã tiếng ve, và ngoài trời hoa phượng đỏ đang nở rực. Cách so sánh này sẽ giúp cho chúng ta thấy được sự miêu tả sự vật của tác giả trở nên sinh động, gợi hình, gợi cảm hơn, làm nổi bật tình yêu quê hương thiết tha, cháy bỏng của tác giả, đặc biệt là đối với dòng sông quê hương. Đó là một tình cảm nồng nàn, da diết, sống mãi trong tâm hồn của tác giả. Chúng ta cùng đến với bài tập 1B, đoạn thơ của Tố Hữu. Con đi trăm núi ngàn khe, chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bồng. Con đi đánh giặc 10 năm, chưa bằng khó nhọc đời bồng 60. Ở đây chúng ta sẽ nhận ra được hai phép so sánh. Với hai từ so sánh, chưa bằng. Đây là phép so sánh không ngang bằng. Tác dụng của phép so sánh này, chúng ta thấy qua biện pháp so sánh và phụ pháp nói quá, tác giả Tố Hữu đã gây ấn tượng và xúc động mạnh mẽ đối với người đọc, đồng thời làm nổi bật lên cuộc đời vất vả, khó nhọc của người mẹ cách mạng. Những gian nan vất vả của người lính trải qua trên chặng đường hành quân 10 năm gian khổ không thể nào sánh bằng sự hy sinh khó nhọc của người mẹ cách mạng trong suốt cả cuộc đời. Hình ảnh so sánh này cũng thể hiện được tình cảm yêu thương và sự biết ơn sâu sắc của người chiến sĩ đối với người mẹ cách mạng. Chúng ta cùng đến với bài tập 1C. Đây là đoạn trích của nhà thơ Minh Huệ. Anh đội viên mơ màng như nằm trong giấc mộng, bóng bát cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Ở bài này chúng ta sẽ nhận ra được hai phép so sánh. Phép so sánh thứ nhất, anh đội viên mơ màng như nằm trong giấc mộng. Đây là so sánh ngang bằng. Và phép so sánh thứ hai,
bóng bát cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Đây là phép so sánh không ngang bằng. Tác dụng của phép so sánh. Ở đây chúng ta thấy giúp hình ảnh thơ thêm sinh động và câu thơ giàu cảm xúc, làm nổi bật lên tình yêu thương cao cả, sự vĩ đại mà gần gũi của Bác dành cho các anh chiến sĩ, và thể hiện được niềm hạnh phúc, lòng kính yêu ngưỡng mộ của anh chiến sĩ đối với Bác Hồ của chúng ta. Sau đây chúng ta cùng đến với bài 2. Yêu cầu của bài 2 là chúng ta tìm những câu văn có sử dụng phép so sánh, và em thích những cái câu văn nào, phép so sánh nào nhất, vì sao? Ở đây thì cô hướng dẫn chúng ta tìm được 3 câu có phép so sánh, và theo cô đây là 3 câu đặc sắc, vì ở những câu văn này tác giả đã sử dụng phép so sánh để miêu tả hoạt động của Dượng Hương Thư khi chèo thuyền vượt thác. Thứ hai là miêu tả vẻ đẹp về ngoại hình, về dáng vẻ của Dượng Hương Thư rất rắn chắc, quả cảm. Thứ ba là ở cuối bài miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên và sự yên bình của cảnh sắc khi con thuyền đã trở về an toàn. Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt, Dưỡng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào, giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dọc sườn núi, những cây to mọc giữa những bụi lấp xấp, nơm xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước. Tùy theo cảm nhận của các em mà các em có thể tìm ở bài vượt thác những câu văn có chứa hình ảnh so sánh. Và các em nhớ là khi mình tìm như vậy thì mình sẽ chú ý các ý cơ bản trong phân tích tác dụng của phép so sánh. Đó là mình chỉ rõ các từ ngữ chứa hình ảnh so sánh và phân tích tác dụng của phép so sánh đó. Phần tác dụng thì các em nhớ là tác dụng gợi hình và gợi cảm. Bài tập 3 về nhà mà chúng ta làm. Ở phần hướng dẫn về nhà, em xem lại hai ghi nhớ sách giáo khoa trang 42, bài tập 1-2 sách giáo khoa trang 43, cô đã hướng dẫn. Bài tập 3 cũng rất dễ thôi, chúng ta sẽ làm ở nhà, vì đây là bài tập viết đoạn văn. Dựa theo bài vượt thác, hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu tả Dượng Hương Thư đưa thuyền qua cơn thác dữ. Trong đoạn văn có sử dụng cả hai chữ so sánh đã được giới thiệu. Thời hạn nộp bài tập 3 là thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2020. Các em sẽ gửi về mail cho thầy cô giảng dạy bộ môn ngữ văn của lớp mình. Và sau đây thì cô cũng cho địa chỉ mail của các thầy cô dạy ở khối 6 trường mình. Các em thân mến, qua tiết học này, cô hy vọng rằng các em đã nắm được sâu sắc các kiểu so sánh và tác dụng gợi hình gợi cảm của một phép so sánh. Có ý thức khi chúng ta sử dụng phép so sánh trong văn nói và văn viết để giúp cho cái lời nói của mình hoặc bài viết của mình thêm hay, thêm sinh động, có sức lôi cuốn hấp dẫn người đọc, người nghe. Bài học hôm nay là hết rồi. Cô chúc các em học tốt. Thân mến, chào các em.